Có thể đến tham quan tại công ty của chị anh được không? Vâng, có thể tham quan được. 安産の会社を見学ができますか? Có thể đến tham quan tại công ty của chị anh được không? Vâng, có thể đến tham quan được. 漢字を読むことができますか? Bạn có thể đọc được chữ Hán không? はい、少しできます có thể được ますか có thể được không? いいえ、なかななかか上手になりません100メートルぐらい泳ぐことができます。 Vâng, tôi có thể bơi khoảng 100 mét. Bạn có biết bơi không? Không, tôi không biết. Có thể mượn cuốn sách này không? Vâng, mượn được đấy. Có thể này không? いいえ、できません。Không, không thể ここでインターネットを使うことができますかはい、使うことができます。Ng, ここでインターネットを使うことができますか いいいえ、使うことができません毎日、つ会社へ行く前に散歩に行きます。毎日、いいつ散歩に行きまますか 晩飯を食べる前にに散歩に行きます。いつも寝る前に何をしますか寝る前に漢字を勉強します。いつも寝る前に何をしますか寝る前にシャワーを浴びます。

Trước khi ăn sáng, tôi đi dạo. Trước cuộc họp sẽ làm gì vậy? Trước cuộc họp sẽ đặt phòng họp. Trước cuộc họp sẽ làm gì vậy? Trước cuộc họp sẽ copy tài liệu. いつ日本へ来ましたか1年前に来ました。いつ日本へ来ましたか 3>, 3ヶ月前に来ました。いつ結婚しましたか Bạn đã kết hôn khi nào? 2年前に結婚しました. Tôi đã kết hôn hai năm trước. ]いつ結婚しましたか? Bạn đã kết hôn khi nào? ]去年結婚しました. Tôi đã kết hôn năm ngoái. 帰る前に何をしますか? Trước khi về sẽ làm gì vậy?

Sở thích của tôi là bóng đá. Sở thích của bạn là gì vậy? Là du lịch, nhất định tôi muốn đi Hokkaido. Sở thích của bạn là gì vậy? Sở thích của tôi là xem phim.